Sợ chưa? Sợ rồi. Xin lỗi đi. Em xin lỗi. Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền và Tuyền. Đấy. Các bạn biết hôm qua ông chôn mình giấu quần áo không? Đi hết cả người, mãi không về được. Đã thế hôm nay thì mình thả một cái con vật gọi là ông sợ nhất vào nhà tắm, xem phản ứng như nào nhá. Rồi. Mà mình đã thả là mình sẽ phải thả cả đàn luôn. Không bao giờ thèm thả một con nhá. Đi theo mình thôi. Nguyên một đàn ếch. Úi úi. Vẫn còn. Ui ơi. Nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ. Anh ơi. Mở cửa em ơi. Em lấy đồ cái nhanh lên, gấp quá. Nhanh lên, nhanh lên. Giời. Đánh răng có gì đâu, phải đi đỉa đi đáy luôn, phải sợ. Đây anh ơi. Ba con. Bắt nó ra rồi. Ôi. Thôi. Làm sao đây? Tigo. Úi trời. Tigo vào cứu. Tigo vào cứu còn gì nữa? Bắt nó ra đi. Trời ơi. Tí cơ cũng thích chơi cùng nè. Nó vào để cứu anh nè. Bắt đúng không? Tôi. Đá đi. Bắt nó ra rồi. Xin lỗi chứ. Anh xin lỗi. Làm sao có thế không? Hả? Khó. À không, không. Không gì rồi. Này. Trời ơi. Anh nhìn xem dưới là cái bồn cầu này. Này. Này, bắt ta. Thôi thôi thôi. Em đi ra ngoài đây để ai một mình trong đấy. Chắc chưa? Chắc. Thôi đừng nữa, thêm 10 phút đi em đi. Trời ơi. Em đi ăn đây. Tí ơi đi ăn đi con ơi. Thôi. Đi. Cả. Xin lỗi nha.